Và đến với video ngày hôm nay thì Kinh Bắc xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể các bác về một bộ sản phẩm nằm trong phân khúc hàng cao cấp. Đó là một bộ sản phẩm Hoành Phi được Kinh Bắc sản xuất theo một yêu cầu của khách hàng đến từ tỉnh Hưng Yên. Với bức Hoành Phi thì ở Kinh Bắc làm liền một tấm với kích thước dài là 1m97, cao 61, dày là 4 phân. Và đôi câu đối thì ở Kinh Bắc làm với kích thước cao là 1m97, rộng 27, dày là 4 phân. Và bộ này thì trông rất là đơn giản và nó toát lên được một sự đẳng cấp. Và hơn nữa là khi mà Kinh Bắc mà lựa lọc và sản xuất những cái sản phẩm hàng nguyên tấm thì đều chọn gỗ đẹp hai mặt. Đó, gỗ chọn đều đẹp hai mặt. Và cái phần mặt phẳng này thì ở Kinh Bắc đã dùng máy cán CNC. Đó, dùng máy cán CNC và cái bề mặt này nó rất là nhẫn này các bác ạ. Rất là nhẫn. Và ở giữa thì ở Kinh Bắc đục ba chữ đó là Đức Lưu Quang. Đục ba chữ là Đức Lưu Quang và có dát vàng lá Đài Loan. Dát vàng lá Đài Loan. Và đôi câu đối thì ở Kinh Bắc làm với kích thước cao là 1m97, rộng 27, dày là 4 phân. Đó. Và trong clip ngày hôm nay thì ở Kinh Bắc sẽ quay để cho các bác xem. Và các bác mà có nhu cầu muốn đặt mua những sản phẩm bộ Hoành Phi nguyên tấm thì có thể liên hệ hoặc là kết nối trực tiếp qua Zalo với Kinh Bắc theo số hotline đó là 0868 8240. Và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và đôi câu đối thì ở Kinh Bắc đục bên tay trái đó là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh và bên tay phải là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh. Đó, đồng kích thước là cao là 1m97, rộng 27, dày là 4 phân. Và Hoành Phi là dài là 1m97, cao 61, dày cũng là 4 phân. Và mặt sau thì ở Kinh Bắc sẽ làm tất cả là 5 chiếc thang nhé. 5 thang. Đó, 5 thang. Và khi mà các bác mà sử dụng hay là sở hữu cái sản phẩm của Kinh Bắc làm thì rất là yên tâm về cái chất lượng. Đó, rất là yên tâm về chất lượng. 5 thang. Gỗ thì ở Kinh Bắc chọn đều đẹp hai mặt. Đó, gỗ chọn rất là đẹp. Và được Kinh Bắc là hoàn thiện kỹ cũng như là dát vàng lá Đài Loan. Và ngoài ra thì ở Kinh Bắc có nhận sản xuất theo yêu cầu về kích thước, đó, chủng loại gỗ và cái bộ chữ đục theo yêu cầu thì ở Kinh Bắc cũng nhận đục và gia công cho quý vị. Và bức Hoành Phi thì ở Kinh Bắc đục đó là chữ tròn theo kiểu chữ mái chai. Đó, chữ mái chai. Với nội dung đặt thì ở Kinh Bắc đục là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh và Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Bên chính diện thì ở Kinh Bắc làm bộ Hoành Phi là đục ba chữ đó là Đức Lưu Quang. Đó, Đức Lưu Quang. Và dát vàng thì ở Kinh Bắc có một cái chuyên môn và một cái trình độ dát vàng rất là nhiều năm. Vì vậy là tất cả các cái chi tiết mà Kinh Bắc dát vàng lên ấy thì nó rất là đẹp. Và sau khi mà Kinh Bắc là kết thúc phần dát vàng thì đều có phủ bóng cho quý vị. Đó, đều phủ bóng. Và cái giải lơ đây ạ, đây là cái phần giải lơ thì ở Kinh Bắc là đục rất đẹp nhá. Đây là một trong những cái mẫu mới. Đó, đó, mẫu mới được Kinh Bắc là đục và ra mẫu. Nó rất là đẹp. Đó, đây là một giỏ hoa. Đó, một giỏ hoa. Và bên trên thì ở Kinh Bắc sẽ đục là một con phượng và bên dưới sẽ đục là nghê trầu. Đó, nghê trầu đây ạ. Đây là một con nghê trầu. Nguyên một tấm. Đó, hàng nguyên khối nguyên tấm được Kinh Bắc làm và gia công cho một vị khách đến từ tỉnh Hưng Yên. Đó, và quý vị mà có nhu cầu muốn đặt mua thì có thể là liên hệ hoặc là kết nối trực tiếp qua Zalo với Kinh Bắc theo số hotline đó là 0868 82440 hoặc là qua trực tiếp cơ sở của đồ gỗ Kinh Bắc ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và clip ngày hôm nay thì ở Kinh Bắc cũng xin phép là được khép lại tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.